Các bạn ơi, chào mừng quý khán giả quay lại với video tiếp theo nữa trên kênh YouTube của Gió Lào TV. Và đây là phần 2 video khám phá chợ phiên Chile. Và bây giờ thì sau một lúc loay xoay thì bây giờ Gió Lào cũng tìm được một nhà người quen rồi. Không phải là nhà người quen của người quen mình ấy. Và bây giờ anh em sẽ đi chợ để mua một số đồ ăn để tí nữa về nhà ông ngoại của anh là tên gì nhỉ? Chơ. Anh Chơ là người ở nhà mình là ở đâu anh? Nhà mình ở Nang Ngoài. Nhà anh là ở Nang Ngoài à? Nang Ngoài Kỳ Sơn. Thế qua bên này đi chợ là qua bên nhà ngoại anh nhỉ? Qua bên nhà ngoại. Nhà vợ, đúng không? Nhà bố vợ đúng không? Đấy, bây giờ anh em mình sẽ đi mua cái gì nhỉ? Xuống khu vực dưới này đi. Em thấy ở dưới này có bán đồ ăn đấy. Rau thì... Không biết anh Trống đi đâu rồi nhỉ? Thế anh với cả nhà anh Trống là anh em à? Anh Trống là anh em nhưng mà anh Trống là khách xá. Cũng là người nhà mà khách xá đúng không? Rồi. Đấy. Anh Trống đi mua rồi. Bây giờ mình mua cái gì nhỉ? Anh có ăn con ếch không? Ếch à? Ừ. Ếch thì nhà con ếch nướng người ta nướng ở bên đây rồi này. Nhà anh cũng... Nhưng mà tí nữa anh có uống được rượu không? Rượu thì mình nhiều khi hay bên hầu cũng không được nhiều hoặc ít là được. Uống ít được cũng được đúng không? Thôi đi, ta đi mua cái gì ăn đi. Mua cái đồ người ta làm sẵn luôn đấy. Đồ chín rồi. Ừ, nhờ. Không biết anh Trống đi đâu. Ta đi quay YouTube luôn đi. Hả? Đang đi quay mà, chắc là đang đi quay ấy. Đi anh em mình sẽ ghé vào đây. Xin chào các cô gái xinh đẹp. Anh em là người ở đâu? Hả? Anh em là người ở đâu? Hả? Sao thế? Ngại à? Anh có làm gì đâu? Hay là mình mua cái này nhỉ? Chơ gì nhỉ? Quên mất tên rồi. Chơ đúng không? Thế bây giờ cái này bán như thế nào đây bà chủ ơi? Đấy, gặp lại bà. Bây giờ mua thập cẩm đi, mỗi thứ một ít. Nhá. Bán không? Thế bán cho 100.000 đi. Được bao nhiêu được nhá? Để mua thêm cái khác nữa. Mua đưa về luôn, để đưa về. Ừ, mình mua tổng hợp nhỉ? Mỗi thứ một ít cái này. Đưa cái bao không? Đưa cái bao không? Cắt ra dùng anh luôn. Cắt khúc ra luôn hả? Cắt ăn được luôn này. Thái miếng luôn. Thái xong rồi em nhúng ra luôn nhá. Thái nhúng nóng luôn. Thái rồi em nhúng nóng luôn. Nhúng nóng luôn á? Về có phải nhúng này á? Có chứ. Thế bây giờ làm sao mà về anh ăn được luôn đấy? Đúng rồi thì phải để nhúng 4 ly. Nhá. Tiếp tục anh em mình sẽ đi mua cái gì nhỉ? À đây đồ nướng này anh ăn được không con này này? Đấy cả. Hả? À, nhưng mà chớ là sinh năm bao nhiêu nhỉ? Sinh năm 92. À 92 thì chớ anh ít hơn em đấy, ít tuổi hơn em ấy. Dạ. Em ơi. Dạ. Đấy bảo cái này bán như nào rồi nhỉ? Em bán 3 con cho anh. Bán cho anh 3 con đi. Mình mua cá thì cho thoải mái hơn. Ăn cá? Dạ. Cá cũng được anh. Thế ăn cá không được, mua một con cá đi. À, đang đi lấy túi để cho cá vào đúng không? Sao nhà mình bán hàng mà sẽ đeo khẩu trang, sao ai biết được bà chủ là người nào? Nhớ mai kia ra đường gặp làm sao? Ok, anh lúc nào cũng nhớ hết ạ. Hết Covid rồi mà. Con nào cũng giống con nào đúng không? Có con nào nó to hơn mà. Bằng nhau á? Chắc không? Thế em nói nhá. Thế chúc em bán được nhiều hàng nhá. Thôi anh em mình cái gì đấy không? Dạ. Chưa. Còn cái gì đấy không? Mua thịt tươi á? Ở đâu nhỉ? Đâu bán nhỉ? Đi, thì mình mua thêm ít thịt tươi nữa đi. Ok. Được em bán lòng lợn tiết canh này, khuyến mãi dưa luôn. Nhưng mà dưa là hình như là nhà mình lúc nào cũng có mà nhỉ. quét má. Không quét làm sao mà chuyển tiền được. Sao lại thôi. Thế thôi nhá, đi về nhá. Đây.
máy nào chẳng có má. Cơ bản là hai anh em cũng đã mua được một số đồ ăn à. Bây giờ mua cái gì nữa? Ý, thịt nhỉ? Vừa nãy thấy thịt đâu nhỉ? Trên này làm gì có thịt? Hả? Đây á? Đây làm gì có thịt? À đây này. Một ít thịt này nhỉ? Lấy miếng này đi. Miếng này đi. Rồi. Bao nhiêu? Ok, rồi, cài lấy luôn. Sao cứ... Lấy một miếng thôi. Đây này, một đống đây này. Mua ủng hộ nhau thôi. Gì có chuyển khoản không? Có chuyển khoản không? Hả? Không có, tiền mặt thôi đúng không? Ờ, thôi, để gửi tiền mặt. Cho xe hay quá, cho người. Đây, vừa đủ 80.000. À, 9 ớt luôn à? À. Rồi, ok chưa? Nhờ, anh em mình về đi để ấy nhỉ? Để nấu ăn nhỉ? Đấy, sau khi mua đồ xong thì anh em đã về nhà, nhưng mà đây là một cái căn nhà lợp bằng chớ đâu rồi à, tối thế nhỉ? Cái nhà này lợp thơm thế nhỉ? Nhà cũ ạ. À? Thơm thế nhỉ? Cái mùi cái gỗ này này gỗ samu à? À bây giờ nhờ em nấu nhá. Nói dùm mai nhá. Đấy. Nấu nào theo tùy sở thích thôi. Đấy là xào đấy. Ừ, đấy, xào nấu gì đấy anh không biết, nhưng mà. Ừ. Một cái ngôi nhà bằng lợp bằng nguyên đúng pamu luôn. Samu nhỉ? Samu nhỉ? Thơm vào thơm lắm, thơm mùi dầu. Đấy. Đây này. Nói là này. Các bác thân mến, sau khi đi khám phá chợ phiên Chi Lễ thì bây giờ đó là cũng với cả em gì em cũng tên gì quên mất tên rồi nhỉ? Chớ em Chớ đã về nhà ngoại của em Chớ rồi để thưởng thức bữa ăn trưa với những món ăn anh em mình vừa đi chợ mua nhỉ. Đấy, giới thiệu với các bác caramel cho các bác xem đây tí. Đấy. Đây là cá nướng. Các bác có biết tiếng Thái gọi là papinh đúng không? Papinh. Papinh. Nhìn thấy em cũng không. Đây là lòng thập cẩm này. Đấy, còn đây là nãy mua thịt thôi, không biết em Chớ đạo diễn xào món gì. Gừng. Gừng xào gừng à? Okay. À, hoa này hoa gừng đúng không? Hoa gừng. À, đây là dưa của người Mông đúng không? Dưa trồng xen kẽ với cả đi đó. Cả với ngô ấy đúng không? Em thấy thế. Đây là rau sống. Nhưng mà bây giờ uống một chén này thôi à? Một chén thôi. À, nhưng mà bây giờ ai uống trước đi? Uống rượu. Chú gì? Một chén đầy luôn. Đầy luôn nha. Không, cái tình cảm thôi mình. Nhưng mà đi vòng kiểu nào? Đồng hồ kiểu nào này? Cách ôi đồng hồ. Đi vòng à. Nhưng mà phải hướng dẫn nha, từ từ nhá. Em người Mông thôi, không thạo mấy cái phong tục của người Mông đâu. Em bác gọi là trước đây thì theo phong tục thì uống hay chém. À thế nhưng à. Mà chém đó là đối với của người Kinh sản xuất. À. Còn như theo phong tục của người Mông thì lại chém ý là chém của người ta gọi là cái chém chế. Cho nên chén chế là chỉ có một góc thôi. Thì bây giờ chớ uống đi. Chớ gì đấy mình cứ hay nhỉ. Hôm nay là không có phiên chợ. Không có nhà anh nghe để mà mua ít đồ về ăn. Đó. Vâng. Nói chung là cũng rất là bay. Nói chung là cả dừa về cả chú. Nhưng mà ông ngoại đâu rồi? Ông ngoại đâu? Thế chắc là xin phép cả nhà là ngồi trước chủ nhà tí. Chắc là chủ sĩ là ông ngồi chém rượu là chúng là chú sức khỏe và chúng vui. Gặp mặt. À. Thứ hai là khả năng là tự giới thiệu nhé. Rồi. Đây là chưa, nhưng mà họ là họ Sông.
Sông à? Sông, sông gì chứ? Sông Bá Chơ, lầu Bá Trống. Quê là quê Kỳ Sơn. À, nhà là ở Kỳ Sơn, ở Na Ngoài đúng không? Ngoài. Hôm nào mình sẽ nhờ Chơ đưa lên đỉnh Pù Sai nhé. Bạn có thời gian để đó là Chơ sẵn sàng. Ok, bây giờ tiếp chiến đấu đi. Chú ra ra, chúng là chú sức là chú có chờ cháu để chơi với chờ nhá. Thành rất là may gặp chú là chú ăn bữa trưa chấm rượu đó ngon miệng thôi. Đấy. Đó, đã thành tập rồi. Mấy hôm nay lên đây là em được thưởng thức cái món mà văn hóa truyền thống uống rượu của bà con người Mông ở trên này rồi. Đấy, em hiểu đấy. Nhưng mà bình thường là hai chén. Nhưng mà mình đám cưới là với anh em nhé. À vâng. Thì hôm nay thì cũng vừa là buổi chợ thì anh em cũng đến ta gọi là cùng tập trung ở đây. Đây. Thì biển thì chưa rồi ta cũng là làm bữa cơm. Vâng. Thì cũng thôi giỏi quá rồi nhá. Lần đầu tiên ta gặp nhau. Vâng. Thì cũng xin giới thiệu em tên là đây tên là Sự. Sự, anh Sự. Anh em là sinh năm 88. À, đây sinh năm 87. À thế á. À, anh hơn em một tuổi nhỉ. Đấy thì nhà thì ở dưới nhỉ? À nhà đây luôn ạ. À. Nhà, à, nhà đây là. Đối diện bên trong chuẩn đó. Ồ thế ạ. À, ông ngoại đây đúng không? Con bắt tay đây ông là, gái. Đây là anh trai. Không phải là anh trai. À. Anh cả. Có anh. Anh cả đây. À. Là anh thứ ba. À. Còn anh thứ hai là anh cả dính ở bên chỗ làm bên chỗ kỹ sắt. À thế à. Bên chỗ truyền hình. Còn em út thì đi miền Nam. À. Con xin phép ông ngoại tí nha, cho con quay tí. Cùng cảm ơn cháu nhé. Qua làm một công việc. Nhưng mà. Đấy, chắc là không biết bao giờ mới đến vòng mình nhỉ. Ủa, chà. Đây anh Trống, cho em quay cho, anh ngồi đi. Ngồi đi, ngồi đá, để chú đá. À, tí. Chịu lại chốt cho anh không đi. À. Thế là cháu, cháu đi xe. À. Thế uống đủ vòng đi, tí giới thiệu tiếp, không thì tí em quên đấy. Đấy là Dương. Dương. Đó. Là hai gì nhỉ? Là lấy em gái à? Lấy em gái của bố đúng không? Rồi, lấy em gái đúng không? Trọng em đấy. Mày cái mày nhắm đi ha. Nhắm đi. Đi lại một tiếng. Đi lại đủ chi đùa chi đó. Lại cái bắt em. Đùa chi đó. Con một cái rồi. Đủ rồi đấy bác ạ. Đủ rồi. Nhưng mà thiếu cái, thêm một cái. Thiếu đó. Một đứa đùa một. Cái đùa đến bác ạ. Nhất. Ở nhà họ này. Đó. Thêm bé cho tôi ạ. Em xin giới thiệu em là Ngày Mong em. Ừ. Già Bá Mì. Già Bá Mì. Cũng là ở Kỳ Sơn chỗ này, ở Na Ngoài luôn á. Nhưng mà Mỹ Lý. Ở Mỹ Lý à? Dạ. Mỹ Lý là có gì nhỉ, có cái tháp cổ ấy. Hành trình đợt này thì Gió Lào sẽ đi khám phá tháp cổ ở gì nhỉ? Yên Hòa nhỉ? Yên Hòa. Tháp cổ Yên Hòa. Đấy. Nếu có duyên thì anh em mình cùng nhau đi nhá. Đủ vòng ấy. Sắp đến mình rồi. Nhưng mà trẻ. Khoảng 2 phút là đến. Thôi thoải mái đi. Sức khỏe nhá. Cháu nhá. Sai thì ngồi đây. Là giới thiệu nhá. Đây là tên là Lê Bà Cử. Tên Cử nhá. Cử. Đúng không? Bây giờ còn là em trai của nhà đây. Nhưng mà anh là sinh năm bao nhiêu nhỉ? Sinh năm 82. À 82 rồi. Ừ. Anh là thứ mấy? Còn là anh là thứ mấy trong nhà? Anh em thì người thứ ba. Ừ. Anh em là người thứ ba. Ừ. Là nếu tính cả cả nhà là cái... được bao nhiêu anh em? Thứ năm. Năm người. Không. Nhiều chứ. À nhiều á? Mình thì nhá. Trai thì năm. Trai 5. Trai 6. 11 con. À 11 người. Đây là nam chứ. Đây là
11 con đâu. 5 thuyền mã. Nhưng mà bà vẫn còn khỏe chứ? Khỏe, ông bà vẫn khỏe, ông bố thì cũng hơn ông giường đến tí thôi. À. Thế mời anh. Ông bố nhận. Là sáng năm tới là 70 tuổi. 70. 11 người con. 11 người con. Ba anh em làm liên tục công chức. Ba anh em giáo viên tiểu học. À là thầy giáo, anh với cả anh đây là giáo viên à? À, giáo viên tiểu học. Còn trường trí thì bốn là không có cô nào cả. Anh thầy thôi ạ. Thầy thôi. À. Thế anh dạy đâu, trường nào? Trường tiểu học trí lệ 4. Trí lệ 4. Trí lệ 4 là nằm ở đâu? Đây là vào cũng là ở đây nhưng mà kiểu là tao ở đây. Khu vực trí lệ này thì có ba trường tiểu học trí lệ. Điểm đúng không? Đấy, điểm không. Ba trường tiểu học trí lệ. Ba. Đấy, không phải điểm mà ba trường. Trường tiểu học trí lệ 1, trí lệ 2, rồi trí lệ 4. À. Trước đây thì có trí lệ 3 nhưng mà hiện tại bây giờ sắp nhật lại trí lệ 3. Nhật vào trí lệ 1 thì bây giờ chỉ còn lại 3 điểm. Thế bây giờ còn 3 trường tiểu học đúng không? 3 trường tiểu học. Mời Dượng nha. Dạ. Nhưng mà Dượng là Dượng. Cho là, con xem cái này tí. Răng vàng. Dượng có hai quả răng vàng. Siêu. Thì rất là em bật bóng này lên tí nữa. Rất là mừng các em đang cắt rất thiểu ra. Và gà vừa ạ. Vâng. Và gà vừa ạ. Và gà vừa. Dạ, chị lấy gà hồi 11 đó. Thì hôm nay gặp đúng rồi, cái bản cao cao thế này đúng không? Dạ, hồi mới. Chiều chiều là cái cháu này uống vùng thì đã uống. Vui quá, hôm nay được gặp các bác, các anh này. Mừng lắm, mừng em. Cháu nha. Vâng. Chúng là nhà em sang chủ là còn là rượu hết. Cái đầu rượu. Ồ, cái đầu rượu này. Thế bây giờ là đến em này đúng không? Rồi. Không biết là em hay cháu nhỉ? Cứ gọi bằng em đi. Bởi vì nhưng mà đầy quá. Hốt lắm anh ạ. Đây. Lo mày chơi trước đấy. Thì trước tiên là xin cảm ơn các bác anh em nhá, gia đình nhá. Thì em là cũng đi qua đây đi chơi chợ, cũng đi xem chợ bán những cái mặt hàng gì. Thì cũng rất là may mắn khi được gặp chơ đây. Thì bảo chơ là rể ở đây nên là cũng thôi hai anh em đi chợ mua mấy cái đồ lặt vặt về anh em mình ở chợ bán cái gì thì em mua cái đấy thôi, cũng không biết là mọi người ẩm thực của các bác như thế nào, nhưng mà vài món để anh em mình ngồi tâm sự nói chuyện nha. Cảm ơn gia đình nhiều nha, cảm ơn ông nha, ông ngoại nha. Nhưng em uống từ từ nha, hai lần mới hết được ấy. Ôi, em mời cả nhà, mời các bác ăn cơm với Gió Lào và với cả anh em ở đây nhá. Các bác đến vừa nãy là nhờ anh Trống hỗ trợ caramel nên là bây giờ anh mới được lên hình. Bắt đầu là đến rồi. Đến lượt của anh Trống rồi đấy. Không uống được rượu đâu. Nhưng mà anh Trống không uống được rượu ấy. Không. Đây là đâu rồi? Mày ta chữa đi. Thôi cái này em không biết nhá. Đây là phong tục của cộng đồng bà con nhà anh đấy. Cái này không phải em đâu, em cũng biết đâu. Thôi mà làm thôi. Đang đi xe cho nên là xe tí vợ đi. Không bàn lấy. Không anh ấy này. Anh giải thích với các bác ở đây thôi. Anh đừng có nhìn em không làm được cái gì đâu. Cho xanh là cảm ơn đúng không? Đáng lẽ là đừng để cho vui cho anh em vui nhưng mà họ đang đi xe. Đi xe với không cả. Thế mày, anh phải nói với các anh đây chứ em sao em giải quyết được vấn đề này. Em không giải quyết được vấn đề gì đâu. Đây nhỉ, anh nhỉ. Có gì tí có vợ đấy, đèo mà.
cái đồng để à ta ở cái bữa nào sau này à sau này đó là hơi khó quá tại chỉ bán đi có chuyện gì không có sao chị học chuyện gì học lại tiền như một chén đĩa trái đấy đấy các bác thân mến anh cháu nghề đang kiêng nên là không thể uống được nên là thôi thì bây giờ thì em phần làm men này em chịu khó vậy. Ôi không biết các bác đi đâu nhỉ? Đang còn có việc. À. Nhưng mà cũng phải giới thiệu chứ. À giới thiệu với các bác em tên Toại. Toại. Vâng, Toại Nguyễn. Toại à? Em sinh năm 1988. Họ chị ạ? Họ Trương ạ. Trương. Trương bao tuổi ạ? Trương. Họ Trương á, tên rồi. Trương. Trương. Sao mà không đạt thích mấy tuổi luôn. Hiện tại thích mấy tuổi đang nổi lắm đó. Năm nay là mình là em là sinh năm 1988, năm nay 36 tuổi. Hiện tại đã đang độc thân từ lúc đẻ đến giờ. Đấy, em cảm ơn gia đình nhá. Quê em ở Tân Kỳ anh ạ. Vâng. Đúng rồi. Bây giờ phải thử đi. Đi. Nha. Ê, mời mời cả nhà đi. Ông. Đây, đây, mời đi. Đây. Mình phải ăn đi. Ờ, cá nướng này, không biết cá này cá gì nhỉ? Cá rô hay sao nhỉ? Rô phi. Rô phi. Đây. Hình như là nãy bà chủ bán hàng người ta cho nước chấm hay sao này nhỉ? Hay là đây trong này. Chấm là em đổ đây thôi. Đổ ở đấy hả? À, chanh này. Vắt chanh vào. Đây. Cá nướng nhưng mà cái này hình như là kiểu người ta nướng thôi, không tẩm ướp gì hay sao? Nhỉ. Ê, mời 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 anh đi mời. Mời mời hai thầy nhỉ. Được đấy, ngon đấy. Nhưng mà bây giờ mình uống vào chén này đi. Mỗi người mỗi chén đi. Vòng vòng văn hóa phong tục tập quán này mình tạm ngừng đây. Tạm ngừng. Mình tạm ngừng một tí. À. Uống một chén 2-3 rô này. Được không? Hay là cứ phải uống theo văn hóa phong tục chứ. Thì... Chờ đâu nhỉ? Ông ơi ngồi đi ông. Thêm một chén nữa. Đây này, bát đũa đây này. Thế là cả nhà mình đi đâu hết rồi? Vừa nãy thấy đông mà. À, thôi, okay, không sao mà. Không, okay. Ta làm đây. Thế không ngồi ở đây thì... Rồi, hai ba vô. Thì một nhất thôi. Được mà. Xong cái chỗ ném là... Thì một tí hết một nhất thôi. Đâu, chờ tí đi cũng được mày. Nhưng mà bây giờ là trong lúc chờ chén này mời các bạn đi dùng. Nhá. Ấy, dưỡng ơi. Đây cá rô phi nhưng mà không phải rô phi ao hay là rô phi à lông hồ. Em cũng không rõ lắm. Thấy người ta nướng. Anh tính mua hai mấy con ếch mà giá cao nhỉ? Bán cao quá. Nhưng mà không còn nhiều nữa, bây giờ mình mua cũng không không đủ ăn đấy, chỉ có hai con. Đây dùng đi mà dùng tí nhé đi. Ờ, gì nhỉ, quên tên gì nhỉ? Bì bao tạ à, quên bì tải. Đây này, đây thầy này, đây của em đây mà đây. Đi thằng gửi tự nhiên đi dùng đi. Tính tỏi là mình nhà mình quê đó là nhà mình học địa ảnh ra ấy. Quê sinh ra và lớn lên ở đấy luôn. Không nhưng mà mình học địa ảnh ra hay là mình không đâu không học cái gì. Không chuyên sâu về cái gì. Quê trong đó. Đó là nghe của nghe mình. Mà Tân Kỳ. À, kiểu như là bắt đầu nghe của mình là mình đam mê thôi phải không? Đam mê thôi, mình cứ đam mê rồi mình đi chơi thế thôi. Đi chơi đi quay chia sẻ thế thôi. Không học chuyên ngành về du lịch phim ảnh gì đâu. Là học một đường làm nẻo ấy. Em học về chuyên chuyên viễn thông. Nhưng mà
rồi đi chơi chơi mà làm cái ngành chả liên quan gì. Em học viễn thông nhá, về là làm về là làm cơ khí. Bây giờ thì vẫn xưởng cơ khí vẫn hoạt động ở nhà. Đã gọi là cuộc sống thì có nhiều cái. Vâng. Đấy, ngược đời lắm. Đó. Đấy. Nhiều khi mình thì học nghề này nhưng mà phải về làm nghề. Thế. Cuộc sống mà nghề bây giờ nghề nó chọn mình chứ mình bây giờ không biết chọn nghề gì. Học thì học thế thôi, thì biết càng nhiều càng tốt. Đấy, vấn đề là không phải là mình vẫn nên biết nhiều. Đây, mời. Đó nha, cảm ơn anh nghe nhá. Rồi. Đã đến cái lễ ủng hộ anh em cảm ơn. Đấy, bây giờ là mời mời cả nhà này đồng khởi mình đồng khởi một chén nhở đấy rồi cháu về được vâng. Không khỏe nhá. Không cháu thì không chưa về đâu, cháu cứ đi vòng cứ mấy điểm ở 1-2-3 ngày thôi. Đây mời cả nhà nhé. Thì để cho các bác các anh tiện thể ăn cơm thì video của cháu làm xin phép là kết thúc lại tại đây. Cảm ơn các bác đã luôn đồng hành theo dõi những hành trình của gió Lào khám phá khu vực miền Tây xứ Nghệ. Cảm ơn gia đình nhiều nhá. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Bye bye. Cảm ơn nhiều.